Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu con hươu, con hươu con vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu luôn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu chú hổ con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu.
bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong hươu con vàng rồi nhá. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong chú hổ con rồi nhá. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cấm bắn nghe nó kêu hết.